Trong thời kỳ mới, công tác tuyên giáo cần phải đổi mới mạnh mẽ theo hướng chủ động, sáng tạo, giảm bớt hội thảo, hội nghị mà cần phải bám sát đời sống thực tiễn, hơi thở đời sống xã hội, tạo nên trận địa truyền thông hiệu quả để dân hiểu, dân tin, dân quyết tâm thực hiện. Đội ngũ người làm công tác tuyên giáo nếu không thực chất, thực lòng thì sẽ không thể tuyên truyền đi vào lòng người. Kẻ thù của tuyên giáo là giáo điều. Công tác tuyên giáo cần tập trung nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo khí thế phấn khởi lạc quan trong toàn đảng, toàn dân, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, đại đoàn kết dân tộc. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban tuyên giáo Trung ương diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng kết quả thành tích mà Ban tuyên giáo Trung ương, ngành tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua. Theo Tổng Bí thư, công tác tuyên giáo đã đóng góp vào sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân. Công tác tuyên giáo được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu, trên cơ sở bám sát thực tiễn, tích cực tham mưu với Trung ương Đảng, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mặc dù luồng thông tin chủ lực tích cực đã áp đảo thông tin xấu độc tiêu cực, nhưng tình trạng thông tin sai sự thật vẫn tồn tại năm này qua năm khác, lặp đi lặp lại, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng đảng viên nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị Ban tuyên giáo Trung ương cần tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề này. Thực tiễn thì chúng tôi thấy là chỉ những hành động cụ thể, thiết thực, chăm lo chân thành đến cuộc sống, tâm tư của mọi người dân mới là cái giải pháp tuyên truyền căn cơ nhất. Các cụ thường hay nói là chăm nghe không bằng thấy, thấy được cái việc nào nữa thì ta làm cái này. Thì cái phản ảnh đứng ở đời sống thực tiễn đó, nó sẽ làm được những điều, nó sẽ bẻ gãy được những cái luận điệu gì xuyên tạc, nó không có đất để nó sống mãi được. Cho nên tuyên truyền phải gắn với thực tiễn, nói phải đi đôi với làm, thì dân mới tin, mới ủng hộ, mới làm theo. Tổng Bí thư cũng giải thích rõ hơn về nội hàm khái niệm kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ nguyên vươn mình là muốn hàm ý nói lên sự vươn mình mạnh mẽ, dứt khoát, tích cực, nỗ lực, nội lực tự tin, vượt qua thách thức, vượt qua chính mình. Chúng ta có đầy đủ điều kiện để vươn mình lên sánh vai với các cường quốc năm châu như chính mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời. Ưỡn ngực vươn mình lên, đi thẳng lên, đi nhanh, đuổi kịp với thế giới, thậm chí đi tắt đón đầu đi, tìm những con đường như thế đi lên. Lịch sử mình cũng là thánh gióng, 3 tuổi tự nhiên đến vươn mình thành chàng trai lực sĩ, nên có thể đánh đuổi được quân giặc nước ngoài. Mong ước của nhân dân, cái nguyện vọng của người ta là như thế, không muốn là đi lò dò thế mãi. Nguyện vọng gọi là cuối cùng của hết trong di chúc là toàn đảng toàn dân đoàn kết thống nhất xây dựng một nước Việt Nam độc lập thống nhất dân chủ và giàu mạnh, đóng góp tích cực vào phong trào cách mạng thế giới. Tổng Bí thư cũng cho rằng cả nước có 797 cơ quan báo chí, 72 cơ quan hoạt động phát thanh truyền hình, số lượng quá nhiều và cồng kềnh. Tổng Bí thư đề nghị cần sắp xếp lại bộ máy. Đây cũng là một trong những giải pháp để vươn mình đi lên, làm sao để tạo nên những kênh truyền hình, cơ quan báo chí đủ mạnh, chất lượng thông tin cao, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, mang truyền thống văn hóa của Việt Nam giới thiệu với thế giới, đồng thời tham gia vào nền văn minh của nhân loại. Ban tuyên giáo Trung ương phải là cơ quan điều phối, liên kết thông tin giữa các cơ quan báo chí. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu công tác tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới phải đạt được, đó là tạo ra sự thông suốt, đoàn kết, nhất trí, tạo khí thế thi đua trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện các chủ trương, quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phải làm cho quan điểm của đảng, nhà nước thấm sâu vào trái tim, khối óc của từng đảng viên, từng người dân, khơi dậy ý chí, động viên toàn dân quyết tâm hành động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo thật sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng, đoàn kết sáng tạo, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thưa quý vị, đối ngoại đảng cần gia tăng sự đóng góp của Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới cho hòa bình, ổn định ở khu vực và toàn cầu. Kỷ nguyên độc lập tự do chúng ta mở ra, đây là sự nghiệp rất vĩ đại. Kỷ nguyên này chúng ta phải tiếp tục bảo vệ đất nước, phấn đấu giàu mạnh, tiếp tục đưa nhân dân được tự do, hạnh phúc và đóng góp tích cực cho phong trào cách mạng thế giới. Chúng ta không còn nhỏ bé nữa, chúng ta tự tin,
tự lực có thể làm được. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm khi tới dự và phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương mùng 1 tháng 11 năm 1949, mùng 1 tháng 11 năm 2024 diễn ra ngày hôm nay. Tại lễ kỷ niệm, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, trải qua 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác đối ngoại Đảng đã trở thành một trong ba trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện hiện đại của Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn, phù hợp của Đảng ta qua các thời kỳ lịch sử, trong đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại Đảng mà Ban Đối ngoại Trung ương làm nòng cốt. Thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phải tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong toàn hệ thống chính trị và của quốc gia, phát huy cao nhất mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đề cao vai trò định hướng, dẫn dắt của đối ngoại Đảng, tuyệt đối không bao biện làm thay. Vì mục tiêu cao nhất đó là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương cần đóng góp quan trọng và thể hiện vai trò đối ngoại trọng yếu thường xuyên, kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa với đối ngoại. Đối ngoại phải kết hợp với quốc phòng an ninh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Tổng Bí thư cho rằng đối ngoại Đảng cần gia tăng sự đóng góp của Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới cho hòa bình, ổn định ở khu vực và toàn cầu. Kỷ nguyên độc lập tự do chúng ta mở ra, chúng ta đã hoàn thành những cái việc như vậy. Đây là một cái sự rất vĩ đại đối với chúng ta. Thế bây giờ còn giàu mạnh nữa. Thì cái kỷ nguyên này chúng ta phải phấn đấu, phải giàu mạnh, tiếp tục bảo vệ đất nước, tiếp tục bảo vệ độc lập, thống nhất, tiếp tục đưa nhân dân được tự do và hạnh phúc đấy, và đóng góp tích cực cho phong trào cộng sản thế giới, phong trào cách mạng thế giới cũng không còn nhỏ bé nữa đấy, và những cái việc đó chúng ta tự tin tự lực chúng ta làm được những điều. Đối với đội ngũ cán bộ đối ngoại, Tổng Bí thư đề nghị xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn tốt, luôn đặt lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Cán bộ đối ngoại phải là những con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiêu biểu nhất, văn hóa nhất, thông tuệ nhất về luật pháp quốc tế, về nguyên tắc đối ngoại và hợp tác quốc tế. Tập trung tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức, các cái mặt công tác gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng của nhân lực. Đấy, nhân nguyện nhất cái sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì đối ngoại phải phát huy cao độ truyền thống vẻ vang để vươn lên tầm cao mới, hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào ổn định, hòa bình, sự phát triển của